Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi trận là Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nhé anh em, nhớ click vào. Anh em có nhu cầu mua bán hàng Poke Đại Chiến, giao dịch trung gian, hãy đến ngay nhóm group Poke Đại Chiến Nông Dân Channel, nhóm chính thức của kênh Tiểu Tử Bá Đạo. Tại đây thì anh em có thể gặp mặt ngay admin của nhóm, đó là bạn Phú Vinh anh em. Đó, uy tín chất lượng rất là an toàn, anh em có thể liên hệ để giao dịch trung gian cũng như mua bán hàng thông qua bạn này nhé. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều, mong rằng các bạn sẽ ghé qua để ủng hộ. Cảm ơn. Yo, hello nha, chào mọi người, chào quay trở lại với channel mình nha, Tiểu Tử Bá Đạo mọi người nha. Xin chào anh em của game Poker Đại Chiến, mình nghe từ Bá Đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đến với S1036 anh em nhé. Qua đây hôm nay chúng ta có một số nhiệm vụ khá là đặc biệt. Ok, ngoài ra review qua luôn con này. Bắt đầu video thì anh em cứ xin một like và subscribe ủng hộ cho lầu phát triển game của mọi người rất nhiều. Rồi, đầu tiên thì buổi sáng thì không thể thiếu thời tiết rồi anh em. Hôm nay thì có sương mù và sương mù anh em nhé. 11h26 đến 12h26, 20h34 đến 22h34 anh em. Hai thời tiết đều chỉ là sương mù thôi anh em. Đôi latest và latest anh em tranh thủ thời gian đi bắt ạ. Ok. Rồi, ok, hôm nay thì tuần mới chúng ta có sự kiện là bắt đầu thu hồi đạo cụ anh em. Đặc biệt này là X10 cháu hay chan. Và hôm nay tôi qua đây chuyện là rút X10 hay chan cho nàng này chính anh em. Tiêu phí thì hôm nay chúng ta nhận được đĩa skill này anh em này, khá là ngon, để đúng như dự đoán đó các bạn, hôm nay có tiêu đĩa skin. Ok, nhưng mà tôi thì tiêu không kim cương để tiêu anh em, hết rồi. Bàn quay hôm nay thì khá là đặc biệt các bạn nhá. Hôm nay nhận được Raikoura Diamond anh em, hơi khó đấy. Thu hồi đạo cụ anh em này, hôm nay tối nay chúng ta lại có thu hồi đạo cụ anh em. Ok, cũng trông khá là ngon nhỉ, nhiều phần quà dẫn nhỉ. Ok, có đá tiền lên PR này, anh em nó chết PR thì lên này. Ok, chắc tí tông đổi ít, hôm nay chắc cũng chơi ít anh em. Uầy, có phiếu up này các bạn này, ngon này. Ok, để xem nào. Ok, đặt tất cả vào coi. Ok, nó có phiếu up này anh em, ngon này. Chú, có đá luôn à, ghê vậy. Ngon anh em nhé, này có phiếu up này. Nó trong này chỉ cố gắng kiếm thổi để đổi thẻ đột phá thôi. Đổi thứ đổi nâng cấp anh em. Có lắp quà cho tiền AB nữa. Rồi hôm nay đua cũng lại đua thần thú à, thần thú Necroma anh em. Fori nè, ra phát luôn con Necroma Mega nè, đỉnh cao luôn các bạn. đua nạp à, bảng á tiêu tiêu anh em, bảng tiêu. Nhận được mảnh Necroma. Dương niềm vui. Đồ kỳ tích tuần này khá là ngon này anh em này. Đồ kỳ tích tuần này chúng ta có đổi đá nhá. Này, đổi đá anh em, bù thêm 40k kim cương nữa. Nói chung với mấy pack vào đâu thì cái này khá là ngon. Nhưng mà tôi thì khá là đắt anh em. Có đổi đá sao ước anh em nhá. Đặc biệt là đổi bằng đèn bí đỏ này các bạn này. Đó, đổi bằng đèn bí đỏ anh em nhá. Ra dưới này này. Rồi, siêu này anh em này. Ui, tôi còn 500 đèn các bạn. Trời ơi, nhận thêm hiệu lực vương thần tăng. Ui, ngon thật sự nó anh em, băng này. Rồng này. Yêu này anh em này. Vậy rất là ngon luôn các bạn. Cái thôi hết rồi anh em. Rồi, bỏ qua mấy vấn đề đây đi anh em, chúng ta vào việc chính nào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ up tổng hợp này là bao nhiêu? Theo bạn Chua của tuần 8 lần và một lần x1 nữa là ra là leng gần. Ok, chơi thôi. Ok, 8 lần. Còn nó bù bình thường và gọi anh em nhé. Bây giờ thì tôi bạn hỏi cho tính cách sao thì không thấy trả lời anh em. Thì hiện tại thì cái con này tôi reset mãi vẫn giờ chưa ra anh em, tính cách vẫn chưa chuẩn được lắm. Em cũng chưa biết thế nào. Tiếp nào. Tiếp tục anh em. Còn 10k nữa. Còn 10k nữa nặn mà. Làm sao mà đủ được, này không, ốc không đủ được anh em. Ai đây, xem nào, ra ai đây. Nói chung thì qua mốc nên gần rồi, tôi thấy ấp bây giờ thì đa số đã qua mốc nên gần thì đa số rất là khó ra anh em. Các bạn cũng chỉ ấp hên xui thôi, đấy. Mà hên thì ít mà xui thì nhiều anh em. Ok, này cắn mốc không? Không các bạn, 2k4 thôi.
Đồ con ong này ngon. Rồi. Ôi, cái này 3 phát nữa. Đúng không? 3 phát nữa. 3 phát nữa mới ra được Lengen anh em. Mới ra được bét thần. X10 phát luôn giờ. Từ các bạn xem nào. Thu hồi đạo cụ. 1k2 lận các bạn. Rồi 1k2 cũng đắt lắm. Chơi đi. 1. Ấy. Sorry Khang ơi, sorry em. Một Zatapu Philly này. Lỡ tay rồi. Nộn. Không sao anh em, nó không sao các bạn. Rồi. Tiêu phí. Qua free nhận nào. À, đá mega. Rồi cái gì nữa các bạn, tiêu thêm anh em, nhận hết chan về nào. Rồi ok. Đây anh em, hết chan này lại tính cách nó hơi sai các bạn nhá. Trừ dép cộng trừ dép cộng speed anh em. Tôi sẽ reset thêm phát nữa nào. Cộng dam trừ dép. Cộng crit trừ ấy. Ok, nói chung tính cách thì hơi lệch các bạn, nhưng mà không biết thế nào đây. Gọi về bạn Choạc ấy lại thế nào tôi cũng chưa biết anh em. Nhắn tin thì hiện tại nhắn tin bạn Choạc không trả lời, nhưng mà đã yêu cầu tôi truyền đầy đủ hết rồi anh em, gửi hết thông tin truyền qua rồi. Bây giờ không có gọi mù về đồ truyền tính sau anh em. Đấy, từ hôm qua là quên không bàn luận với bạn Choạc về tính cách của nó, nếu không chuẩn thì sao. Đấy, nhưng mà bạn Choạc cũng không trả lời anh em, hiện tại hơi khó cho tôi tính. Tôi làm phát nữa anh em. Thôi gọi về. Rồi. Ồ, khó vẽ đầy à. Luyện con nào. Ui, 1-3-4 rồi. Thế, nhanh giá man luôn ạ. Nói chung là không biết là em tôi nó cây kiểu gì các bạn. Nhưng mà thể cây con nào. Chịu rồi anh em, 10m được chiến rồi anh em. Đó, mấy hôm không vô rồi anh em, giờ 10m được chiến rồi. Đó, theo em nó chia sẻ hiện tại là đã được 10m được chiến rồi đấy. Phải đùa đâu các bạn, 10m được chiến rồi anh em. Nhanh giá man luôn ạ. Rồi ok. Ok, gọi về đây, chắc về sau reset tính sau bạn. Trời ơi, chắc reset tính sau đi. Mà chúng ta khá là nhiều việc để làm với cháu nó đấy anh em, chứ không phải là không đâu các bạn. Không những gọi về đâu. Rồi ok, đầu tiên là gọi về anh em nhá. Xong một việc. Tiếp theo truyền anh em. Truyền thì ở đây thì chúng ta bạn cho hay có thói quen khóa bét nhỉ? Thế anh em chơi, tôi không có thói quen khóa bét đâu nhá. Thế nhiều anh em chơi thói quen này nhá, tôi chịu. Raikou. Thanh niên hệ nữa rồi. Hệ chan, truyền thường, truyền bí. Truyền tẩy. Bên này có gì không? Không có anh em, rồi ok, chúng ta truyền nhà nhá. Rồi, mới về phát lên team luôn anh em. Ok, về phát lên team luôn các bạn. Đó, phải phát lên team luôn anh em, nụm luôn. Cứ bình tĩnh anh em. Máy có nhiều cái đặc sắc cho anh em xem là con hay chán này lắm. Ui. Alo anh em, đây là đang ở tất cả một nát à. Nát các bạn bị nát. Biết mà bị lag anh em. Rồi, Ryan cái hạt được hai cháu anh em. Go ba. Con này thì gì? Hộ ô thì pull rồi anh em. Tầm này hộ ô thì pull rồi, thân mật hay gì cũng pull rồi chắc chắn luôn. Rồi. Ok, Pro 2 cũng đủ nhá. Mở Pro 2. Cái Pro 1 này này, các bạn chọn bảo tôi là reset cái Pro 1 là lấy được cái đâu nhỉ? Hệ nửa phải chịu. Giảm sát thương hệ nửa phải chịu và không giờ trạng thái đóng băng. Ở đây đúng rồi anh em. Đó, không lấy này cái không giờ trạng thái đóng băng đây anh em. Có nghĩa là vô hiệu hóa đóng băng anh em. Ủa, bạn chọn được tôi reset thì nó hơi đen rồi thật sự. Trời ơi, có 40 bên là bé thôi anh em, mà bảo tôi reset ra được cái này hơi khó nha. Phát nữa nào anh em. Thôi tạm thời tôi lấy đây đi, có gì bạn chế ra reset lại sau anh em. Cái này là bạn chọn reset lại sau, tôi không chơi liều được anh em. Thật sự cá nhân tôi không thích chơi liều mấy vụ này.
Rồi, đổi sáng anh em. Đó, tiếp theo chúng ta đến với phần tỏa sáng hay chan các bạn. Đó, ok luôn anh em. Đấy, mới về các bạn. Trời ơi, lên tiếp anh em, tỏa sáng ạ. Đó, tiếp tục tỏa sáng các bạn. Hãy gọi về xong giờ lại tỏa sáng anh em nhá. Đó, hết tỏa sáng như tôi tiến cấp bá chủ luôn phải. Để tôi xem có không. Tôi xem là có phải tiến cấp bá chủ được không anh em. Tiến cấp bá chủ hay chan. Ôi giời ơi luôn các bạn, nhưng mà không, chưa phải hôm nay anh em nhá. Chưa phải hôm nay các bạn biết vì sao, bởi vì nó chưa nâng cấp đầy đủ. Giờ tôi chỉ mang đồ đầy đủ vào và test cho anh em chơi thôi, test cho các bạn xem thôi. Đồ đeo con này hả? Con này hiện nữa à? Cái này thì đang mang cho ai đây? Chưa mang cho ai hết cái món này à? Hát khỉ hả? Đây đi. Phụ kiện, thấy bảo chuẩn bị sẵn một bộ kiên định nha. Ok, chắc là bộ kiên định thì đúng rồi anh em. Này, hôm qua cũng ngồi khoe tôi đây anh em, một bộ. Ha, rồi, hai bộ. Ba bộ. Còn bộ đấu vương nữa. Ừ, càng đét anh em. Đỉnh đấy nhờ. Bộ đấu vương nó mang dở cho ra đây. Ô, mang dở cho giai câu à. Ok đây anh em, đó, mới về đội các bạn. Trời ơi. Đấy, giờ thế vào đây anh em chơi thêm nữa theo cho hộ ô thôi, cho nó vui thôi. Trời ơi, mà server này chả quay test đâu. Giờ có thì cũng chỉ gọi là giao lưu cho nó vui phát thôi anh em. Giao lưu vào công cho phát thôi. Đấy. Ok, ra trận nào. Trời, hộ ô ạc lại thì mắt khỏe phê rồi anh em, không cần phải quảng cáo thêm các bạn. Đó, hộ ô đã đủ phê rồi anh em, đủ say đắm lòng người rồi, chứ chưa cần đến các cháu khác các bạn. Úi giời. Úi giời. Ok này nào. Ui. Gắt nhờ. Gắt ghê anh em. Đấy, nói chung là mới sương sương này thôi anh em nhá. Chiều nay chắc chiều nay anh em chiều nay có clip tiến cấp bá chủ, vì để cho bạn choạc nâng cấp cho đầy đủ con ạc. Ok đã thì tôi mới tiến cấp bá chủ và test lại cho anh em. Ok, tạm thời video sáng này kết thúc tại đây. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo nhá. Giờ thì bye bye.